Chào quý vị và các bạn, hôm nay mình cùng nhau nhìn ngắm vẻ đẹp của hoa tiểu quỳnh nhé. Đây là hoa tiểu quỳnh mà người Úc gọi là Easter Custard. Loại hoa này thì không cần nhiều thời gian chăm sóc, do thuộc họ xương rồng nên không cần nhiều nước. Một tuần thì các bạn tưới cho nó 1 đến 2 lần là đủ. Và một điểm lưu ý nữa là các bạn để cây ở nơi có ánh nắng nhẹ. Cây không thích ánh nắng trực tiếp, nhất là nắng vào buổi chiều. Chậu hoa này mình trồng hơn 3 năm rồi các bạn. Và khi mùa xuân đến, cây ra hoa thật là đẹp. Tiểu quỳnh xa hoa lắm các bạn. Nếu mà đếm á, thì chậu hoa này có gần 100 nụ và hoa đang nở, làm đổ rực cả một góc vườn. Hoa tô điểm cho không gian sống của chúng ta tươi đẹp hơn. Nhìn ngắm vẻ đẹp của các loài hoa cũng là một cách làm cho cuộc sống của chúng ta thư thái hơn.